Trong 1 phút 30 giây, cặp chơi cùng đeo tai nghe, một người nhìn đề bài, sau đó diễn tả bằng lời nói cũng như hành động để người còn lại phán đoán và gọi tên chính xác cụm từ được đưa ra. Một cụm từ chính xác được 10 điểm, sai bị trừ đi 10 điểm. Người chơi được quyền bỏ qua đối với cụm từ chưa tìm được đáp án. Ngay sau đây sẽ là phần thị phạm của MC và khách mời để hai cặp song sinh hình dung rõ nét về luật chơi trong thử thách Ai Hiểu Ai Hơn. Cam. Hả? Cam. Cam, cam, cam. Đúng rồi. Cam, cam. Vi Lai. Vi Lai. Cái gì? Vi Lai. Vi Lai nè. Vi Lai, ừ, cam. Đó, à, chữ B đúng không? Đúng rồi. Vi Lai. Đúng cầm rồi. Vi Lai. Vi Lai. Ờ, ờ, ờ. Tiếp đi, tiếp đi. Ai. Hả? Ai. Hai hả? Du. Dữ, dữ. Ai. Hả? Ai. À, ai. Ai thì chỉ đây. Ai. Cái ai lớp dù đó là chỉ ai. Ai 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 chứ sao chỉ đây. Vậy đây là dữ mà. Chẳng. Chẳng. Ừ. Chẳng. Thích. Hả? Thích. Thích. Ừ. Cầm Vi Lai ai chẳng thích. Cái gì á? Câu kỳ á. Nó lại, nó lại. Cầm Vi Lai ai chẳng thích. À. Cầm Vi Lai. Chẳng ai thích. Chẳng ai thích. Cầm Vi Lai ai chẳng thích. Ờ, à, ờ, à, giải bộ vậy đi. À, cầm Vi Lai ai chẳng thích. À, trời đất ơi. Thông minh ghê. Cầm Vi Lai ai chẳng thích. Thực sắc. Đoán hay ha. Chúng ta chỉ có 1 phút 30 giây cho mỗi vòng thi đấu với rất nhiều câu nói khác nhau. Cố gắng làm sao tận dụng từng giây một. Và bây giờ xin mời cặp đôi đầu tiên. Đó chính là hai anh em Nhật Quang, Quang Nhật. Chúng tôi sẽ tặng cho mỗi đội 20 điểm để làm động lực. Và bây giờ Quang Nhật đang ở vị trí gợi ý. Còn Nhật Quang là người Anh sẽ là người đoán và nhớ toàn bộ đáp án đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Chim, chim, kêu. Chim, kêu. Lớn lên. À, lên. Chim sao? Ôi, chim, lớn lên. Kêu, kêu. Chào. Lớn lên. Chim, kêu. Kêu, kêu, kêu. Chào. Quê, kêu. Chim, bọ. Kêu, kêu. Nói nguyên một câu luôn đi. Chim sao? Kêu. Nguyên một câu luôn. Chào. Kêu. Trời, nó lại dài dài hả? Kêu. Rồi, bỏ, bỏ, bỏ. Chị ta con vượn đồ, con vượn đồ. Vượn lên, vượn này nè đó. Đen, đen, đen. Như cột nhà cháy. Như đen. Như như cột nhà nhà cháy. Hả? Đen như cột nhà cháy. Tay như cột nhà. Đen. Đen. Đen màu đen á. Tay áo. Đen. Đen. Hả? Đen. Đen như cột nhà cháy. Đen như cột nhà cháy. Đúng rồi. Quá. Nhớ nha. Chán. Hả? Chán. 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 Ngán. Vì sợ dán. Hả? Chán ngán. Chán ngán. Chán, ngán, chán bụng, ngán, chán, ngán. Hả? Ngán, ngán, chán ngán, chán ngán. Ừ, chán vì sợ dán. Chán bán dán. Chán vì sợ dán. Chán ngán vì sợ dán. Chán ngát như con dán. Chán ngán vì sợ dán. Rồi, cảm ơn các bạn, xin mời hai bạn về vị trí. Bây giờ, Nhật Quang, hãy tập trung trí lực của mình. Nhớ lại toàn bộ đáp án mà mình đã đoán được. Tự tin đáp án nào thì nói đáp án đó. Nếu như không tự tin, bỏ qua. Câu thứ nhất. Đen như cột nhà cháy. Xin mời đáp án. Chính xác. Dạ, đầy đủ các chữ luôn. Câu thứ hai nào. Chán ngán như con tán. Xin mời đáp án. Chán ngán vì sợ dán. Trời ơi. Câu nào nữa nào. Câu đầu tiên á. Chim chim gì đó. Không nghe được anh. Không nghe được. Như vậy mình quyết định bỏ qua. Dạ bỏ qua. Xin mời đáp án. Chim kêu vượn hót. Ồ đó chim không. Người ta chỉ chim bay bay bán chờ hót. Thiếu một cái vượn thôi. Con Minh Dự làm vượn nè. Ủa? Sao kêu em làm? Làm cho người ta hiểu vượn là so như thế nào. So ra hai đứa mình thì cái mặt anh giống khỉ hơn chứ. Nhưng mà cái tướng em giống con vượn. Tiếp đi. Đó, ra con vượn phải vậy đó không? Và như vậy là qua vòng thi đấu vừa rồi. Đáp án đúng 1 và đáp án sai 1. Bù qua sức lại, coi như bạn vẫn giữ được 20 điểm điểm tặng của ban tổ chức. Bình thường thì các bạn có chơi những trò chơi có tính chất như vậy tại trường học không? Dạ không, chủ yếu là thể thao. Môn thể thao nào vậy ạ? Bình thường em còn học là bóng bàn, bóng chuyền. Ờ, à, như vậy là Nhật Quang với con Nhật đều đam mê những môn đó. Nhưng mà có bao giờ bị ho, bị cảm, bị bệnh? Thế ốm yếu quá mà. Đậu ốm chứ không yếu đâu. Cũng có nhiều bệnh. Ai thường hay bệnh trước? Cả hai đều bệnh chung được.
À, vậy là cái vụ mà ông bà mà nói có thiệt hả ta? Vụ gì? Hai anh em sinh đôi mà một người bệnh, một người cũng mệt theo luôn. Đó là có thật. Những giấc mơ thì sao? Đôi khi có mơ chung một giấc. Ồ, hay vậy. Là sáng ra kể giấc mơ y chang nhau luôn á hả? Dạ, cũng giống giống nhau vậy anh. Sáng cái hai người giục mình lượt luôn, ngồi dậy nói chuyện. Ồ, và cái tính cách của hai bạn ra sao? Sôi nổi, hoạt bát hay là cùng trầm tính, cùng ít nói? Theo em thì trầm tính. Dễ nóng. Còn này thì em nói nhiều. Nói nhiều. Em thì tính cách em trầm tính mà nó nhiều. Trời ơi, nó mâu thuẫn rồi. Chúng tôi đang mong muốn là các bạn hãy cố gắng giao lưu và nói chuyện thật là nhiều nha. Dạ vâng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của hai anh em Ngọc Tuấn và Ngọc Vũ. Ngọc Tuấn là người anh sẽ vào vị trí gợi ý. Ngọc Vũ là người em sẽ là người đoán. 3, 2, 1, bắt đầu. Đất. Đất lở chân chim. Là lớn đất, lên chỉ. Đất lở chân chim. Đất chỉ xuống. Chỉ đi đất. Rõ đất. Ràng ra đất. Trời ơi, hình thể rõ ra. Đất lở. Đất lở chân chim. Đất lở chân. Chỉ chân, cái chân đi. Chân chim. Chim nó sao chim. Đất lở chân chim, chim. Lấy chim ra. Chim đi. Lấy chim ra nói bài. Con cắt. Con cóc. Con công mày sắt. Con cóc. Rồi xuống chụp ếch. Trời ơi, con cóc nó đi sao. Con cóc là cầu ông trời. Con cóc là cầu ông trời. Tới sáng mai nó cũng chưa biết nữa. Thì tức quá trời. Con cóc là phải sao? Con cóc. Con cóc là cầu ông trời. Con cóc là cầu ông trời. Con cóc là cầu ông trời. Ừ, chỉ không tự gì. Ừ, tiếp nào. Ăn bất ăn. Chấp. Bất chấp. Ăn bất chấp. 25 giây nữa mà thôi. Giảm cân gấp. Ăn bất chấp giảm cân gấp. Ăn bất chấp cân cỡ cân nặng giảm cân dạng giảm cân gấp cân gấp chuẩn bị hết giờ rồi chấp giảm cân gấp ăn bất chấp giảm cân gấp ở trong này nó nói có công mài sắc có ngày nên kim có công mài sắc có ngày nên kim hết giờ có công mài sắc thời gian đã hết có công mài sắc cảm ơn hai bạn và bây giờ xin mời hai bạn về vị trí và bây giờ xin mời Ngọc Tuấn hãy nói ra toàn bộ đáp án mà mình đã ghi nhận được chân đất chim bay con gì mà cái nội dung hấp dẫn vậy xin mời đáp án đất lỡ chân chim cái chữ lỡ không biết giải thích làm sao lỡ phải như đang có một ghẻ trên người lật ra biết liền ha chưa chính xác rồi cố gắng với câu nói tiếp theo nào nhớ nãy con câu nào đoán đúng đó làm lại con nãy liền dữ hổ trợ nè con gì anh thấy biết con gì chưa họ hàng nó là con gì lại nè con con ảnh rồi trên đây là gì chim trời đó là câu gì con gì mà con cóc với ông trời ách ngồi là gì trời đất ơi nể cái sức sáng tạo và cái sự tưởng tượng của bạn luôn hồi nãy đáp án đúng cũng khá nhiều mà giờ ra đây đúng cái một con người hoàn toàn khác luôn. Luôn chân chim đúng sao chim đất lời chân chim, lấy chim đất chim đi con cóc là cậu ông trời con cóc là cậu ông trời chuẩn bị hết giờ ăn rồi chất giảm cân gấp ăn bất chấp giảm cân gấp tự tin với câu nói nào nhất nào có công mài sắc của ngài liền kim xin mời đáp án chính xác được đúng được một câu rồi còn câu nào nữa hay không bỏ qua thật đáng tiếc kết hợp khá ăn ý nhưng mà về phần ghi nhớ thì lại hơi bị mất bình tĩnh và như vậy bạn đã có một đáp án đúng và một đáp án sai bù qua sắc lại vẫn giữ được 20 điểm thưởng của chương trình và chúc mừng cho cặp đôi Ngọc Vũ và Ngọc Tuấn cảm ơn hai bạn rất nhiều